chào anh em, mình là Tuấn, mình chuyên kinh doanh về điện thoại cũng như là các cái phụ kiện điện thoại. Mình hôm nay mình hướng dẫn anh em làm video bán hàng hay là video hướng dẫn khách hàng hay tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các video hoặc là các cái buổi hướng dẫn anh em cách bán hàng mà ở các cửa hàng offline hay online. Chúng ta có thể đưa được offline hay online hoặc ngược lại, hoặc là những người mà chưa có sản phẩm kinh doanh thì có thể lấy cái sản phẩm phụ kiện của mình để kinh doanh. Thì cái việc hôm nay mình sẽ nói về cái lợi ích cái việc làm video. Cái lợi của mình làm video đưa dẫn chúng ta lên online và kỹ năng bán hàng qua video, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng bằng video, và có cái video là có thể gửi mẫu cho rất là nhiều đại lý mà không phải bài viết hay là phải đọc tài liệu. Thì chủ yếu là thói quen là từ bài viết sang là video rồi, và review hướng dẫn sử dụng bằng video, đưa khách hàng từ online về offline và tự tin trước ống kính và đám đông. Đấy, thì tất cả các kỹ năng này sẽ được mình hướng dẫn cho anh em qua 3 buổi. Đấy, và sau khi anh em làm video được và bán hàng được rồi mà chưa có sản phẩm, mình sẽ hỗ trợ anh em sản phẩm. Chúc anh em thành công và đón xem các video sau của mình, và nhớ kích vào đường link bên dưới để vào nhóm Zalo của chúng ta cùng kết nối. Kích vào đường link bên dưới.